Hôm nay là Canada. Canada. Bắt cá bông. Mỗi năm Montreal có tổ chức thi pha bóng quốc tế, nhiều nước tham dự như là Mỹ, Trung Quốc, Canada, Tây Ban Nha, Pháp, vân vân. Thì mỗi một tuần thứ bảy và thứ tư trong khoảng một tháng trời mùa hè đều có thi đấu pha bóng. Cuối cùng sẽ sẵn sàng xem là ai là người thắng giải. Chương trình thi đấu này nọ, pha bóng đã có từ mười mấy năm nay, trở thành một cái điểm đặc sắc của du lịch Montreal. Oh!